Bộ Xây dựng khẳng định không có chuyện dừng gói tín dụng 110.000 tỷ đồng. Ngăn chặn đầu cơ bất động sản bằng công cụ thuế. Hà Nội khẩn trương cải tạo 10 chung cư cũ nguy hiểm. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, gần đây thông tin về việc Bộ Xây dựng đã hủy bỏ đề xuất gói tín dụng 110.000 tỷ đồng hỗ trợ vay ưu đãi cho chủ đầu tư và người mua, thuê, mua nhà ở xã hội để tập trung vào gói tín dụng 120.000 tỷ đồng mà Ngân hàng Nhà nước đề xuất đang xuất hiện tràn lan trên Internet, gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên, sau khi xác nhận lại từ phía Bộ Xây dựng, chúng tôi được biết rằng thông tin đó là chưa chính xác. Đại diện Văn phòng Bộ Xây dựng cho biết đến thời điểm này, Bộ Xây dựng không có bất cứ văn bản nào về việc dừng đề xuất gói tín dụng 110.000 tỷ đồng. Đặc biệt, đề xuất này đã được đưa vào dự thảo nghị quyết về phát triển thị trường bất động sản an toàn lành mạnh bền vững, đang chờ Quốc hội và Chính phủ thống nhất ban hành để các cơ quan liên quan có căn cứ bố trí nguồn vốn thực hiện. Đề xuất gói tín dụng 110.000 tỷ đồng của Bộ Xây dựng và gói 120.000 tỷ đồng của Ngân hàng Nhà nước là hai gói tín dụng riêng biệt nhau. Nhiều ý kiến cho rằng nếu đưa hai gói tín dụng này vào thực hiện sẽ giúp thị trường bất động sản vượt qua giai đoạn khủng hoảng. Trong khi đó, liên quan đến gói tín dụng 120.000 tỷ đồng của Ngân hàng Nhà nước, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết, Ngân hàng Nhà nước đã thống nhất với 4 ngân hàng thương mại có vốn nhà nước là Vietcombank, Agribank, BIDV, Vietinbank về gói tín dụng quy mô 120.000 tỷ đồng. Trong đó, mỗi ngân hàng sẽ dành khoảng 30.000 tỷ đồng cho hai đối tượng là nhà ở xã hội và nhà ở công nhân. Trường hợp có thêm các ngân hàng thương mại đủ điều kiện tham gia thì quy mô gói này có thể tăng thêm. Liên quan đến lãi suất, các ngân hàng đã dự kiến lãi suất cho vay gói này sẽ thấp hơn từ 1,5 đến 2% so với tất cả các mức cho vay thông thường của các ngân hàng. Bộ Tư pháp vừa đề xuất Chính phủ xây dựng dự án luật thuế bất động sản và trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp diễn ra vào tháng 10 năm 2024. Trong đó đáng chú ý là đề xuất đánh thuế cao với căn hộ chung cư giá trên 50 triệu đồng một mét vuông. Đề xuất trên của Bộ Tư pháp đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Không ít chuyên gia đồng tình cho đây là giải pháp ngăn chặn đầu cơ bất động sản. Việc đánh thuế cao với căn hộ trên 50 triệu đồng một mét vuông sẽ buộc nhóm tiêu dùng phân khúc nhà ở cao cấp, nhóm thu nhập cao đóng góp thêm vào ngân sách, từ đó hỗ trợ cho việc phát triển nhà ở xã hội, đồng thời đẩy giá nhà phân khúc này tăng cao, thanh khoản sẽ khó khăn hơn. Khi đó, các chủ đầu tư phải cân nhắc lựa chọn giữa đầu tư sản phẩm khó hay dễ bán và vì vậy sẽ khuyến khích phát triển nhà ở có giá phù hợp hơn. Có thể thấy được nỗ lực của các ngành chức năng trong việc điều tiết lại thị trường bất động sản hiện nay là rất lớn, đặc biệt phân khúc nhà ở xã hội, nhà ở dành cho người thu nhập thấp đang được ưu tiên tạo cơ hội phát triển. Và trong tương lai không xa, giấc mơ an cư đối với một bộ phận người dân sẽ không còn xa vời nữa. Bản tin xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, tại thành phố Hồ Chí Minh liên tục ghi nhận thông tin về việc giao bán cắt lỗ các sản phẩm bất động sản. Vậy trong 2 tháng qua, giá bất động sản tại đây đã biến động như thế nào? Ở phân khúc bất động sản liền thổ, giá chào bán sơ cấp liên tục tăng mạnh sau mỗi đợt mở bán do chi phí đầu vào cao. Trong khi đó, giá chuyển nhượng trên thị trường thứ cấp đang sụt giảm khá mạnh và chưa có dấu hiệu dừng lại. Giá tài sản do nhà đầu tư mua đi bán lại trên thị trường thứ cấp đang giảm. Mức giảm trung bình khoảng 15% so với cùng kỳ tháng 2 năm 2022. Đặc biệt, nếu so với những tháng cuối năm 2022, tháng 11 năm 2022, giá bán thứ cấp tháng 2 năm 2023 giảm trung bình khoảng 17%. Trong đó, những dự án đã bàn giao nhà và đi vào hoạt động có mức giảm thấp nhất từ 4 đến 9%. Riêng những dự án chưa bàn giao và đang thanh toán theo tiến độ ghi nhận mức giảm khá cao từ 10% đến 24% và phổ biến từ 14 đến 17%. Dự kiến đà giảm của thị trường thứ cấp tiếp tục duy trì đến cuối năm. Trong khi đó, tại Hà Nội, Shophouse, nhà phố thương mại, từng được ví như con gà đẻ trứng vàng với tỷ suất lợi nhuận cho thuê được quảng bá lên tới trên dưới 10%. Nhưng hiện nhiều dãy Shophouse tại Hà Nội, răng biển nhiều năm vẫn ế ẩm, căn cho thuê được chỉ có giá vài chục triệu một tháng, tương đương tỷ suất lợi nhuận cho thuê 1%. Đơn cử như dự án Galaxy Vạn Phúc Hà Đông hiện được chào bán với mức giá trung bình từ 16 đến 32 tỷ đồng một căn,
mức giá cho thuê dao động từ 16 đến 50 triệu đồng, thế nhưng vẫn ế ẩm không có người hỏi. Tại dự án Him Lam Vạn Phúc, giá các căn shop house dao động từ 16 đến 31 tỷ đồng, giá cho thuê từ 40 đến 55 triệu đồng, một số căn cho thuê chỉ từ 30 đến 45 triệu đồng, tỷ suất lợi nhuận cho thuê đạt 0,13% một tháng, xấp xỉ hơn 1% một năm. Trong khi đó, với số tiền khoảng 30 tỷ đồng, nếu gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng, lãi suất ước tính là 9% một năm, thì số tiền thu về trung bình mỗi tháng lên tới 220 triệu đồng. Dù có giá bán cao gấp cả chục lần giá căn hộ chung cư, nhưng giá cho thuê shophouse chỉ cao hơn giá thuê căn hộ chung cư một chút. Tuy vậy, shophouse vẫn ế khách. Theo tìm hiểu, đa phần chủ của những căn shophouse thường không mua với mục đích cho thuê như bản chất vốn có của phân khúc shophouse, mà mua với kỳ vọng chờ thị trường sốt nóng, giá tiếp tục tăng để hưởng lợi. Thưa quý vị và các bạn, ngoài việc người dân chưa đồng thuận di rời, theo Ban chỉ đạo cải tạo chung cư cũ của thành phố, thì hai khó khăn vướng mắc nhất hiện nay là vấn đề kiểm định và lập quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng khu chung cư cũ cần cải tạo. Do đó, Hà Nội đang rốt ráo tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn này. Trước mắt sẽ di rời khẩn cấp ngay trong quý 1 với 4 khu chung cư cũ ở cấp độ D, cấp cực kỳ nguy hiểm, có thể đổ sập bất kỳ lúc nào. Đây được coi là động thái quyết liệt trước tình trạng chậm trễ cải tạo nhà chung cư cũ nhiều năm nay. Mục tiêu của đề án cải tạo chung cư cũ thành phố Hà Nội xây dựng là giai đoạn 1 sẽ cải tạo 10 khu chung cư cũ, bao gồm 4 khu chung cư cũ nguy hiểm cấp độ D trên địa bàn quận Ba Đình và 6 chung cư có tính khả thi cao là Kim Liên, Trung Tự, Khương Thượng, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam, Nghĩa Tân. Ủy ban nhân dân quận Ba Đình cho biết sẽ tiếp tục vận động 23 hộ dân của nhà G6A Thành Công vẫn còn bám trụ chưa di rời nhận tiền tạm cư lần 3 và bàn giao căn hộ, đồng thời hoàn thiện hồ sơ ban hành quyết định cưỡng chế di rời đối với các hộ dân cố tình chống đối để triển khai dự án. Công tác di rời đối với cả các hộ dân này mặc dù số lượng ít nhưng mà gặp khó khăn hơn rất nhiều vì các hộ dân này đều không đồng thuận. Sau khi có nghị định 69 thì có thể nói là các lộ trình cũng như là các chính sách, cơ chế chính sách đối với cả việc di rời, đặc biệt là đối với các chung cư nguy hiểm thì đã được rõ ràng hơn. Tuy nhiên là có thể nói là xác định cái con đường để mà tiếp tục đi trong cái công cuộc cải tạo xây dựng lại chung cư cũ được còn gặp rất nhiều các khó khăn, các chông gai. Để đẩy nhanh tiến độ kiểm định nhà chung cư cũ, vào đầu tháng 10 năm 2022, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thống nhất tạm cấp ngân sách gần 128 tỷ đồng để các quận huyện kiểm định chung cư cũ năm 2022. Nguồn vốn ngân sách được bố trí dự kiến là khoảng 500 tỷ đồng trong giai đoạn 2021-2025 để thực hiện tổng kiểm tra, rà soát, kiểm định, đánh giá chất lượng toàn bộ các chung cư cũ theo các đối tượng, phân loại quy định của Nghị định số 69 NĐ-CP. Hiện Sở Xây dựng đang rốt ráo, đôn đốc các địa phương, phối hợp với các đơn vị chuyên môn đẩy nhanh tiến độ kiểm định và triển khai thực hiện cải tạo xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn. Trong dự kiến thì hết quý 1 thì chúng tôi sẽ thấy ra cái công bố của kết quả kiểm định của 53 cái khu chung cư cũ này, cái tòa chung cư cũ này. Thì còn những cái khu còn lại thì chúng tôi sẽ hoàn thành trong quý 2. Thì với những cái khó khăn vướng mắc của các quận huyện liên quan đến công tác kiểm định thì Sở Xây dựng Hà Nội đã rất nhiều văn bản hướng dẫn chi tiết từng bước, từng khâu của công tác kiểm định cho các quận huyện để tổ chức thực hiện. Và chúng tôi cũng đã tổ chức những cái tổ công tác với cán bộ có đủ chuyên môn xuống từng quận huyện địa phương mà còn vướng mắc để hướng dẫn cụ thể trong quá trình tổ chức thực hiện. Với việc lập quy hoạch chi tiết và tổng mặt bằng, ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Hà Nội cho rằng việc này thành phố Hà Nội cần phải đẩy nhanh tiến độ hơn nữa. Thứ nhất, cơ quan quản lý nhà nước khẩn trương phải lập, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch chi tiết các khu vực có nhà chung cư cần cải tạo xây dựng lại và công bố công khai thông tin về quy hoạch này theo đúng quy định pháp luật để các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư cũng như người liên quan biết và thực hiện. Việc quy hoạch cải tạo, tái thiết chung cư cũ cần phải lập quy hoạch cho toàn khu, xác định rõ phạm vi nghiên cứu và phạm vi lập quy hoạch. Đấy, cái này như Hà Nội chúng ta thế thôi. Mặc dù tôi đã biết rằng là đã có kế hoạch để cải tạo xây mới chung cư cũ, nhưng cái việc đang chậm trong việc lập quy hoạch chi tiết. Liên quan đến nội dung này, Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội cho biết, các địa phương còn vướng việc xác định phạm vi, ranh giới nghiên cứu lập quy hoạch, tầng cao công trình, quy mô dân số tại khu vực và chi phí lập tổng mặt bằng. Để kịp thời giải quyết, Sở đã có văn bản cung cấp thông tin quy hoạch với 10 chung cư cũ được cải tạo trong giai đoạn 1.
toàn bộ những cái hệ thống về mặt chỉ tiêu đối với cả chung cư cũ thì chúng tôi đã cung cấp cho chính quyền địa phương của các quận mà nằm trong cái cụm 10 cái công trình, cũng như là các dự án của chung cư giai đoạn 1, tức là cái tiến độ là phải cuối năm 2022. Nhưng cho đến thời điểm hiện nay thì chúng ta cũng vẫn còn đang ở trong cái bước mà triển khai nghiên cứu. Sắp tới thì bên cạnh cái việc là phối hợp cùng với quận trong cái vấn đề xác định ranh giới có những khó khăn nhất định thì chúng tôi cũng tin tưởng rằng là sẽ tháo gỡ trong cái thời gian sớm nhất. Theo thống kê của Sở Xây dựng, hiện Hà Nội có 1.579 chung cư cũ, chủ yếu được xây dựng từ trước năm 1954 và từ 1960 đến 1994. Trong quá trình sử dụng đã xuống cấp, dẫn đến một số nhà hư hỏng nặng, nguy hiểm. Tuy nhiên, sau gần 25 năm mới chỉ có khoảng 1,2% số chung cư cũ được cải tạo sửa chữa. Để đẩy nhanh tiến độ triển khai, mới đây kiểm tra thực địa công tác cải tạo xây dựng lại chung cư cũ tại hai quận Ba Đình và Đống Đa, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã yêu cầu, ngoài 4 khu chung cư cấp độ D của quận Ba Đình, còn có 6 khu có tính khả thi cao sẽ cải tạo trong đợt 1, phải hoàn thành việc di rời dân chậm nhất trong quý 1 năm nay, sau đó tiếp tục khảo sát hiện trạng, kiểm định, lập quy hoạch, hoàn thành chậm nhất trong quý 2, tổ chức lựa chọn chủ đầu tư dự án trong quý 3. Phấn đấu chậm nhất quý 4 năm nay, thành phố khởi công cải tạo được 1 hoặc 2 dự án. Các sở ngành liên quan phải phối hợp chặt chẽ với các quận huyện tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đồng thời tăng cường tiếp xúc đối thoại, giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của người dân. Được biết mới đây, Bộ Xây dựng đã có văn bản đốc thúc các địa phương thực hiện nghị định số 69/2021/NĐ-CP của Chính phủ đẩy nhanh việc thực hiện các dự án về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư. Từ đó để thấy rằng đây là việc làm cần phải khẩn trương hoàn thành và cần sự chung tay phối hợp của các ngành chức năng cùng người dân và doanh nghiệp nhằm đảm bảo ổn định cuộc sống cho nhân dân. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Nhà đất và Đầu tư ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Ngay sau đây sẽ là những chuyên mục hấp dẫn tiếp theo.